Tính tới 6 giờ sáng nay ngày 25 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 và tổng số ca mắc tại nước ta hiện vẫn là 1.069 ca. Hôm nay thì cũng là ngày thứ 23, nước ta không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong 1.069 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 991 ca, số ca còn đang điều trị là 43 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 21.842 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.653 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.586 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 6.603 người.